Lại nữa, thiện hiện đại Bồ Tát nào tu học Bát Nhã Ba La Mật đa sâu xa như vậy thì nhờ sức oai đức của phương tiện thiện xảo nên nắm giữ tất cả Ba La Mật đa, tăng trưởng tất cả Ba La Mật đa, dẫn dắt tất cả Ba La Mật đa. Vì sao? Này thiện hiện, vì Bát Nhã Ba La Mật đa sâu xa chứa đựng tất cả Ba La Mật đa, thiện hiện giống như thân kiến có thể bao hàm 62 tả kiến. Cũng vậy, Bát Nhã Ba La Mật đa sâu xa bao hàm tất cả Ba La Mật đa. Này thiện hiện, giống như tất cả người chết do mạng căn diệt nên các căn cũng diệt theo, Bát Nhã Ba La Mật đa sâu xa cũng như vậy. Năm Ba La Mật đa như bố thí đều tùy theo nó, nếu không có Bát Nhã Ba La Mật đa sâu xa thì cũng không có tất cả Ba La Mật đa. Vì vậy, này thiện hiện, đại Bồ Tát nào muốn đến bờ kia rốt ráo tất cả Ba La Mật đa thì nên học Bát Nhã Ba La Mật đa sâu xa này. Lại nữa, thiện hiện, đại Bồ Tát nào có thể học Bát Nhã Ba La Mật đa sâu xa như vậy thì trở thành người tôn quý thù thắng nhất đối với các hữu tình. Vì sao? Vì đại Bồ Tát này đã có thể tu học pháp cao siêu hơn hết. Lại nữa, thiện hiện, ý ông nghĩ sao? Các loại hữu tình ở 3.000 đại thiên thế giới có nhiều không? Thiện hiện đáp, các loại hữu tình ở châu thiện bộ còn rất nhiều vô số, huống gì là các loại hữu tình ở 3.000 đại thiên thế giới, sao lại không nhiều? Phật bảo thiện hiện, đúng vậy, như ông đã nói, thiện hiện, giả sử các loại hữu tình trong 3.000 đại thiên thế giới đồng thời đều được thân người, khi được thân người, họ đều phát tâm quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề và tu các hạnh của đại Bồ Tát cùng một lượt. Sau khi tu hành viên mãn, họ đều chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề cùng một lúc, có đại Bồ Tát trọn đời, đem các thứ vòng hoa xinh đẹp bậc nhất, hương xoa hương bột, y phục, anh lạc, tràng phan báu, dù lọng, âm nhạc, đèn sáng, nhà cửa, giường nằm, đồ ăn uống, thuốc trị bệnh để cúng dường, cung kính, tôn trọng ngợi khen các vị Như Lai ứng chánh đẳng giác này. Thì theo ý ông, nhờ nhân duyên đó đại Bồ Tát này được phước có nhiều không? Thiện hiện đáp, thưa Thế Tôn, rất nhiều. Phật bảo thiện hiện, đại Bồ Tát nào thường thích lắng nghe thọ trì đọc tụng Bát Nhã Ba La Mật đa sâu xa này, hoàn toàn thông suốt, tư duy như lý, tu hành theo lời dạy, biên chép truyền bá, thì thu được phước đức nhiều hơn phước đức nói trên vô lượng lần. Vì sao? Vì Bát Nhã Ba La Mật đa sâu xa có đầy đủ ý nghĩa và công dụng to lớn, có thể giúp các vị đại Bồ Tát sớm đạt được quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Vì vậy, này thiện hiện, đại Bồ Tát nào muốn đứng đầu tất cả hữu tình, muốn làm lợi ích tất cả hữu tình, muốn cứu giúp những người không có ai cứu giúp, làm nơi nương tựa cho những người không nơi nương tựa, làm nơi hướng đến cho những người không nơi hướng đến, làm mắt cho những người mù, làm ánh sáng cho người không có ánh sáng, chỉ đường tránh cho người lạc đường, làm cho người chưa đạt niết bàn đạt được niết bàn, thì phải học Bát Nhã Ba La Mật đa sâu xa này. Thiện hiện, đại Bồ Tát nào muốn đạt được quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, muốn đi ở cảnh giới Như Lai đi, muốn dạo chơi ở nơi Phật dạo chơi, muốn giống tiếng như sư tử giống của Như Lai, muốn đánh trống pháp vô thượng của chư Phật, muốn rộng chuông pháp vô thượng của chư Phật, muốn thổi ốc pháp vô thượng của chư Phật, muốn lên pháp tòa vô thượng của chư Phật, muốn tuyên bày nghĩa pháp vô thượng của chư Phật, muốn phá tan lưới nghi của tất cả hữu tình, muốn vào cảnh giới cam lồ vi diệu của chư Phật, muốn hưởng thọ pháp lạc vi diệu của chư Phật, muốn chứng công đức thù thắng của Như Lai, thì hãy học Bát Nhã Ba La Mật đa sâu xa như vậy. Thiện hiện, đại Bồ Tát nào có thể học Bát Nhã Ba La Mật đa sâu xa như vậy, thì không có công đức thiện căn nào mà không nắm giữ được, không có công đức thiện căn nào mà chẳng đạt được. Vì sao? Vì Bát Nhã Ba La Mật đa sâu xa là nơi tất cả công đức thiện căn nương tựa. Cụ thọ thiện hiện, thưa bạch Thế Tôn, các đại Bồ Tát học Bát Nhã Ba La Mật đa sâu xa này sao có thể nắm giữ và chứng đắc công đức thiện căn của tất cả thanh văn và độc giác được? Phật bảo thiện hiện, đại Bồ Tát này cũng có thể nắm giữ và chứng đắc tất cả công đức thiện căn của thanh văn độc giác, nhưng không đứng yên, không vướng mắc ở trong đó. Sau khi đã dùng trí suy nghĩ thủ thắng để quan sát chân chánh, họ vượt qua địa vị thanh văn độc giác, nhập vào chánh tánh ly sanh của Bồ Tát, không có công đức thiện căn nào mà các đại Bồ Tát này không nắm giữ chứng đắc được.
Thiện hiện đại Bồ Tát nào học Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa này thì ở gần trí nhất thiết trí và mau chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Thiện hiện đại Bồ Tát nào học Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa thì là ruộng phước chân thật của tất cả thế gian trời người Atula, vượt lên trên phước điển của các thế gian Sa Môn Phạm Trí Thanh Văn Độc Giác và mau chứng được trí nhất thiết trí, sanh ở đâu cũng không bỏ Bát Nhã Ba La Mật Đa, không lìa Bát Nhã Ba La Mật Đa, thường thực hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa. Thiện hiện đại Bồ Tát nào có thể học Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa này thì nên biết vị ấy đã được bất thối chuyển đối với trí nhất thiết trí, có thể hiểu biết chân chánh đối với tất cả các pháp, xa lìa địa vị thanh văn độc giác, gần gũi quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Thiện hiện đại Bồ Tát nào nghĩ như vậy, đây là Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, đây là lúc tu, đây là nơi tu, ta có thể tu Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa này, ta nhờ Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa này xả bỏ những pháp cần bỏ, chắc chắn sẽ chứng đắc trí nhất thiết trí. Thì đại Bồ Tát này chẳng thực hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, cũng không thể hiểu Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa. Vì sao? Vì Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa không có nghĩa như vậy. Ta là Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, đây là lúc tu, đây là nơi tu, đây là người tu, đây là pháp mà Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa xa lìa. Đây là pháp mà Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa soi rõ, đây là quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề mà Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa chứng đắc. Nếu biết như thế là thực hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, thiện hiện đại Bồ Tát nào nghĩ như vậy, đây chẳng phải là Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, đây chẳng phải là lúc tu, đây chẳng phải chỗ tu, đây chẳng phải là người tu, chẳng phải nhờ Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa mà xa lìa tất cả các pháp nên xả bỏ, chẳng phải nhờ Bát Nhã Ba La Mật Đa mà chắc chắn chứng được trí nhất thiết trí. Vì sao? Vì tất cả các pháp đều đứng vững ở chân như pháp giới pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp trụ pháp thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ, mọi thứ ở trong đó đều không sai khác. Thiện hiện đại Bồ Tát nào thực hành như vậy là thực hành Bát Nhã Ba La Mật Đa.